Đuổi đi. Lười. Cả lông lên đây này. Bắt con kia. À. Kệ nó chứ. Cứ nhẹ nhàng thôi. Con kia là nó thành tinh rồi. Ôi, ôi giả. Đây anh em là đều con lợn bản hôm nay vất vả này. Đi mấy người áp tải không đi nổ nó dậy. Mời quý khán giả vào theo dõi và thưởng thức nha. Nay anh em sẽ làm về món này, lợn bản nha, tổng kết cuối năm của anh em. Quay đầu luôn đi. Đấy, được. Rồi. Kinh. Nó có cái chân xuống nó bắt đầu nó bới được à. Được đấy, anh nó có chân nó bới nó dãy được ấy. Bới như à. Ờ, anh em bắt đầu chế biến các món của lợn bản nha. Đây là món riềm anh em sẽ nấu với canh gừng đây. Đây là món riềm thăn. Anh em sẽ làm bắt canh gừng nóng. Quá nhỉ? Thịt đỏ. Nhìn xem. Thịt. Qua nạc luôn. Cái bảo mạch nước thì thu không phải đâu nhỉ? Nó lại cái kia chứ. Chú nhỉ? 40 cân là 40 cân, 30 cân là bảo 30 cân. Phải nơi chú cháu mình nó khác. Cho vay em một cái mấy cân. Hộ em anh nửa. Thôi ăn thế là bật nước để chờ tiếng phổi đi. Phổi để bắt nước cay chứ. Đồi đấy này. Anh ơi đủ chia chứ để có biết em lấy này. Đây là món lòng mề gan nhé. Và lợn anh em sẽ làm món xào măng chua. Thế thì chân này thôi bạn ạ, nhiều quá. Cái chân ngon hơn này. Cho hai cái cẳng vào. Cho hai cái cẳng vào được được chứ mà. Ăn nó thơm, nó có xương vào nữa, nấu rượu mận nó mới ngon. Vậy là lẫn quá rồi, cái mới hết cái kia đi này, cái món kia tặc. Phải ăn chứ. Mới được đâu được ấy. Thật đấy anh tiên nhận không? Nhưng mà nấu rượu mận lúc nãy xong thì không lấy. Ông theo Phương. Phương cháy đi chứ. Đánh thích canh đánh cái gì đây? Đấy, xương với phổi đấy. Cho anh Thiết anh trận qua đi xong đánh băm nữa đi. Đây. Bóng này, bóng này cắt hai cân. Đây 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 đây. Lấy bạn sang à. Hả? Lấy khổ khổ đi luôn. Một ban thoải mái. Anh cứ bốc ra rồi anh chia luôn bát ra. Bát đây là anh quá. Tăng còn tăng hoa. Hai cân không? Ông cắt 5 cân cũng được, tôi chả sao đâu mà. Lợn này tôi ăn được có một năm, lợn 3 năm ăn ngon hơn. Đi được cái thế này rồi. Thế ơi, Phương nhờ. Bỏ đổi cao người chả nghe. Cao cân, cái giả cân dưới cái lợn kia thôi. Trời.
Cắt lên đó. hai cân bông à? Đây anh em bắt đầu đang chế biến đồ ăn của buổi chiều hôm nay. Anh em sẽ làm về món tổng kết nhé. Đây là anh em đang băm xương để nấu canh đây. Su hào, khoai tây, lợn bản đấy nhá. Con lợn này hôm nay quá nạc luôn kìa. Thế này là ngon rồi. Đỏ âu như thịt trâu. Ô vậy thịt trâu để kia thái ấy, nhìn như thịt lợn đấy. Hả? Thịt trâu trắng, nhìn trắng hơn cả thịt lợn. Nếu mà để ông nào quay đăng như này là bảo là thịt lợn đây này. Con lợn này 3 năm rồi nó phải khác chứ. Con lợn này vào đây với cái thịt trâu này xem khác nhau. Đây nhờ. Đúng là thịt trâu này. Đây bên này thịt trâu nhá. Bên này thịt lợn nó đỏ hơn này. Đấy. Cái con lợn này được 3 năm rồi à? Gần được. Con này là 40 tháng. Con cần tròn. Được đấy, thợ đấy. Kinh nghiệm. Tối rồi biết chúng ta người chén đâu. Sang cái triệu anh sang. Ồ, đặt. Thế hội vừa qua đây làm gì? Ra đi tối tối là. Chứ khoai chứ khoai. Nhớ nhá. Anh em ai nhớ để nhắc lại nhá. Anh em để ý lắm đấy anh ạ. Ông cứ băm hết cho tôi một tí nữa, ăn nấu bao nhiêu nấu. Cái này có làm hết không đây? Cho bóng luôn. Nào, băm luôn. Không nó vào đá đi là ta băm được. Đây, anh em bắt đầu đang luộc món phổi để đánh cái canh nhé. Đây, canh lợn bản đây. Con này nuôi được có 2 năm thôi. Được có hơn 40 cân tí. Nhỏ. Có võ nhỉ anh nhỉ? Đến sau. Đến đây giờ thêm chú Thanh làm món Thanh ơi. Thái hành với tỏi để làm ấy. Món nướng đấy. Thằng đi nhà thằng chú nhã ông Vinh bỏ cám nói vừa lên đòi tiền. Đòi đâu? Đòi nào được. Đây là anh em bắt đầu thái món này để làm nướng nha. Đây đấy. Anh đúng qua rồi đấy. Đúng qua tí nó co lại bị cuốn nó ngon. Đây là món này để đánh thiết canh nhá. Tiêu Hiện giả nhá. Ơ sao có cổ cổ đấy? Xương cổ. Băm được anh? Ấy dạ, lợn 2 năm mà băm được à? Tốt. Ô cái ông nào phổi này không rạch à? À rạch rồi. Rạch rồi. Tưởng chưa rạch. Riêng đây nhau không? Hả? Vùng. Vừng có chứ. Rổ đây. À vừng. Tỏi lúc giã bao nhiêu ông nhỉ? Cứ giã đi. Sao thừa cả thịt trâu nữa cơ. Ông cứ làm cái đấy đi. Tí nữa lấy vừng về sau. Đâu xương đâu đưa em đi xào này. Kia bên chỗ Phương kia. Đây xương đây. Mình biết. Ai bốc là ảo bốc. Có nấu cháo chứ gì không? Chỉ bốc ăn, hai bằng về nhà bằng con để coi. Đây này, anh em làm thêm món rượu mận nhá. Này thì nấu chả cầy. Thì không có mắm tôm mẻ. Cho thêm ít súp mì chính nhá. Có còn cái này cho vào đấy không? Có băm mà. Băm đây cho anh. Cái móng cứ băm đây, móng chân giò ăn giòn lắm. Đây anh em bắt đầu thái cái món thịt nướng nha. Đây nướng bằng món thịt ba chỉ và thịt mông nhỉ? À thịt vai à? Thịt
lợn trên bản là nó đỏ au này đây. Đây là móng giò thì anh em cho vào nồi rượu mặn luôn này. Anh em đang giã món hành khô và ít tỏi gừng để cho vào ướp nướng nhé. Tỏi vẫn còn sống nhảy này. Vâng, dày quá. Nó bị tách mấy miếng tách rồi. Còn đâu đây thì không bị tách đâu. Cái cho nên nó gần đầu khổ tách thôi. Để lại. Anh em đang làm món lòng nhé, lượng bản hôm nay đây. Anh em. Chú béo đâu? Có biết làm không đây? Vẫn còn cực à? Để ăn ấy bị à? Còn bên ngoài này đây, anh em đang chế biến đồ ăn của buổi tối hôm nay nhé, thưa quý vị khán giả nhé. Mời quý vị khán giả vào theo dõi và cùng thưởng thức đồ ăn của anh em trong kênh nhé. Hôm nay anh em sẽ thịt lợn bản ăn Tết đây. Đây giờ anh em đang băm món thức canh nhé. Trong đấy 3 câu. Anh Vinh ấy. Đấy, lại thêm nhá. Ăn với thịt này em nói anh nghẹn đứ đừ một chút tươi luôn. Thì cái miếng nó to vậy mà. To vậy đấy. Nó sợ lắm. Nó nạc thì nghẹn nhưng mỡ thì là. Con nó bảo là nó chả ăn rồi mà. Hả? Bị cháy á? Lát chưa có thật á? Chưa có. Sang điện đòi. Làm gì có? Đây đây. Tôi định thái nó cũng miếng lại đây. Mà là hộ nhau mà thái mà đấy. Bằm tốt đấy. Ngàn ngàn ở như thế mà ông bằm được lư đó mà. Đây là nồi rượu mận nha. Chả cầy. Cho hết vào, cho hết vào. Đấy, ngoài kia đây anh em đang chế biến tất cả các món ăn nữa của buổi chiều hôm nay. Vợ ở nhà nguyên nuôi lợn rồi. Vừa rồi đổi cái nền á quét. Đây là anh em bắt đầu ướp cái món thịt nướng nhé. Đây là gồm có tỏi, hành khô và ít gừng. Ngoài ra thì gia vị các món nước mắm. Trần hết anh. Đây là món thịt nướng kẹp lá mắc mật nhé. Xiên đi. Xiên bên nhà anh hết.
tất ở đây đấy. Tại vì này, xiên này là xiên của ông Hải với xiên của bà nội em. Em mua hai. Năm giờ nhé. Thiên là nghỉ chưa? Anh em đánh bằng này món tiếp canh lợn bản nha. Này có xương và nhìn nó khác hẳn anh nhỉ. Thế này là anh em bắt đầu đánh tiếp canh nha. Đây là đánh công thức nào đây? 1 2 5. 1 2 5 thế là cầu thủ à? Đánh nhỉ? 1 2 3 cũng không được, 2 3 4. Thôi vừa thôi anh ơi, không lại đánh quá. 1 3 đấy. Được rồi. 1 2. Em nghĩ tầm này là vừa này. Đúng đấy. 1 3 vừa. Cẩn thận mình đếm. Đẹp luôn. Được anh. Để yên một phát. Được ngay. Không. Nước anh đau không đầy, thấy không? Anh đau không đầy. Tí đánh thì rắc mặt nữa, hơi căng tí. Thêm bát nữa cho mỗi bát thêm một ít tiên ở trên nữa anh. Đánh lắng mặt. Này anh em đang đun than để nướng thịt và luộc bánh chưng luôn nhé. Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm thì có cả bánh chưng. Đấy, gia đình đang gói cả bánh chưng giờ đang luộc này. Từ sáng giờ rồi. Đây là bánh chưng nhé. Đây dưới này là, trên này là bánh tày này. Dưới là bánh chưng vuông. Bánh chưng bánh tày đây. Rồi. Bên này là anh em đang đốt loại ngô này. Để nướng thịt quá ấm luôn hôm nay, đúng rồi, trở rời không khí lạnh tràn về đây. Ây dù bọc giá mà nó đẹp thế nhỉ. Thế mới là thịt nướng chứ. Gió từ đầu này về là nhẽ mình kê bếp. Bây giờ anh em bắt đầu thái món làm tái nha. Gan và thịt thăn. Đây là món thịt thăn ạ. Khó chảy nước mắt rồi.
gói mì chín. Giờ anh em bắt đầu cho những đồ chín lên để anh em lên mâm nhé. Đây là món canh diềm nhé, là thăn lợn. Giờ anh em bắt đầu nấu để cho lên ngồi buổi chiều hôm nay. Mời quý khán giả và theo dõi và thưởng thức cùng anh em nhé. Đây, giờ anh em bắt đầu xào món lòng lợn nhé, xào đầu xương. Món lòng xào rau dưa nhé. Đây là món lòng nấu rau đắng nhé. Đây nhằm nấu món lá đu đủ. Tiết đâu ạ? Có cho tiết vào đây luôn không? Đây là lá đu đủ non nhé. Anh em đã thái sẵn rồi. Đấy, đây là tiết lợn. Anh em cho nấu canh rau trắng ăn cùng luôn. Này Tết ăn bát canh đắng là nó mát ruột. Đây giờ anh em cho lá đu nhá. Mời quý khán giả nhé. Buổi chiều nay anh em làm về món lợn bản. Hôm nay anh em làm về món xong món về nguyên thịt lợn thôi. Đây là món canh rau đắng này, nấu đá đu đủ này. Còn đây lòng xào rau dưa này. Còn đây là món thịt nấu giả cầy. Và hương vị ngày Tết đó là bánh chưng. Và đây là món tái. Anh em làm thịt thăn và gan. Ngoài ra không thể thiếu đó là thịt canh nhé. Đây là thịt nướng này. Đây là món bát canh thịt tiềm lợn. Anh em đã nấu xong. Nhưng mà xin mời quý vị khán giả lên dùng bữa thẩm cùng anh em. Chúng em xin phép mời quý vị khán giả. Đây là bát canh khoai tây nhé. Anh em nấu khoai tây xào nấu với xương lợn. Đây buổi chiều hôm nay anh em làm 5 mâm Tết đoàn viên và anh em người nhà và anh em trong đội. Đây để em thêm đốt điện đã. Con sẽ mời ông mời anh em nhé. Các bà hôm nay là làm một lớp ăn Tết tổng kết cuối năm. Mời cả nhà nhé. Đấy, nào anh em ơi. Anh nhất. Cái sự sáng nào quay ở đây nào. Các chú đấy. Ngồi né anh này. Mắt nháy em lần. Em mời các anh nhá. Cháu mời các bà ông nha, các anh em nhá. Đi thôi. Ai sáng rồi nào bác canh đắng này. Vâng, em uống cả ga cả các kiểu ấy, nhưng mà đang nó như kiểu làm cái xin nhiệm. Dạ. Lộc rượu vẫn là rượu ngoài đấy, rượu căng đét đấy. Rượu thế nhà. Đây. Đây đâu? Anh ơi, rời điện ngoài đường thôi. Hôm nay đây tôi thử điện tổng kết. Có gì không nhỉ? Giá sao đâu vậy? Tôi uống nha, cứ ăn nha. Quang là tổng kết đủ chưa? Tổng kết chưa?
Đấy, hết chén đi đâu. Không, không, không. Đấy, không mở lợn à? Không mở lợn. Làm tí cái rau. Có ai qua bình dương đâu anh? Anh ơi, anh ơi. Có bình dương chạy nhá. Anh em ăn đi. Anh em dùng đi. Đây, mạnh đi. Chú Tú ơi, rót đấy, anh mời cả nhà đi nào. Tỏi hơi ít nhỉ? Vâng. Hả? Tỏi thì nhiều bảo bác ít thôi. Đầy thêm tao bảo á. Hai anh em bóc cái vẻ. Tí nữa đưa anh trai ướt được sau lưng thôi. À. Cái tàu. Anh em dùng đi. Anh Cương ở ngoài đấy công an nó hay bảo. Có thật đấy. Có gì? Không minh đâu. Đây, cho em. Ông ơi, con mời cả nhà đi nhỉ. Khó tí nữa thôi. Thông cảm. Nhà ông ơi. Nhà hơi nhỏ tí, anh em thông cảm nha. Chú uống đây chú ạ. Tí ra đấy chú. Một tháng nữa mà tôi đâu mà. Ờ, thiếu gì được về chú anh ấy. Không, có phải được về đâu. Đang đi làm thôi chứ. Về nói chuyện gì. Còn nó nhìn thấy mình. Nó còn mặc quần áo là còn đi làm. Anh dùng đi. Thế bà đang đi làm nha. Được rồi. Ui, đợi em mà bác chén làm. Làm được, chả làm được. Có thì kiếm thêm tiền, chả có thì thôi. Nếu ngày mà không kiếm được 1 triệu là em ngứa lắm đây này. Này. Anh ơi, cái món tiết canh cực ngon luôn. Anh em dùng nhá. Anh em ăn được cứ dùng thoải mái. Tôi làm một góc chưa? Thoải mái. Đồng kín luôn. Đây. Đấy, thấy không? Đông không có nước để đáy nhá. Đúng rồi, có thể. Đấy là nước đấy là nước chanh. Chết ạ. Quên mất là không có ấy. Không có hạt tiêu. Ông anh ơi. À, vợ nó yêu thế nó mới còn chăm sóc dùng là đầy đặn. Cứ dùng thoải mái nhé. Kéo lại. Về hàng yên với tôi. Vừa phải thôi. Anh bị rồi, anh ngày xưa cũng bao lần qua anh thế rồi. Xong nó lên cao trào nó tức một cái nó dập cho một phát từ lần sau qua anh ngủ nữa. Em đây là mời khán giả nhé. Mời anh em tặng dừng video đây. Cảm ơn khán giả những tập tiếp theo của anh em trong kênh. Hôm nay anh em làm về món lợn bản. Tổng kết cuối năm chúng ta là tạm dừng video đây nhé. Hẹn quý vị khán giả những tập tiếp theo của anh em coi nhé. Thêm ơi Vinh nhỉ. Chào khán giả nhé. Cái chỗ nào hồ hùng đấy hùng ấy. Cái nhà 2 tầng này. Cái nhà này. Chứ không phải ở trong nhà.